Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh đang đến gần được cho là thời điểm mà sức tiêu thụ sẽ có xu hướng tăng và từ đó kéo theo giá heo hơi ở các địa phương sẽ tăng trở lại tuy nhiên hiện nay tình hình dịch tả lợn châu phi tại nhiều địa phương đang có những diễn biến phức tạp đặc biệt là đối với các tỉnh ở thị trường miền bắc việt nam là nước sản xuất vaccine và được lưu hành thương mại trên thị trường mới đây đoàn công tác của philippines đơn vị nhập khẩu vaccine dịch tả lợn châu phi của việt nam và Philippines hy vọng sẽ giải quyết tình hình dịch tả lợn châu Phi tại đất nước mình với hơn 150.000 liều. Lô hàng này nằm trong tổng số hơn 6.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi mà chính phủ Philippines đã đặt hàng với Việt Nam và cho phép lưu hành ở đất nước này từ tháng 7 năm 2024. Còn đối với giá heo hơi trong ngày hôm nay ở thị trường trong nước, hầu như không có sự biến động nhiều. Nhiều tỉnh ở thị trường miền Bắc vẫn nèo ở mức giá cao và phần lớn các địa phương trong ngày hôm nay vẫn đang trên 60.000 đồng trên 1 kg. Mức giá cao phải kể đến các tỉnh ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong ngày hôm nay khung giá từ 63 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg như khu vực Hưng Yên, Thái Bình hay khu vực Nam Định, Bắc Giang, Vĩnh Phúc luôn duy trì mức giá cao so với các địa phương khác trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay, bán nho lẻ ở nhiều địa phương cũng có mức giá từ 65 cho đến 66.000 đồng, tuy nhiên đây là đối với những đàn heo đẹp. Còn heo thường ở mức từ 63.000 đồng trên 1 kg. Hay một số địa phương ở khu Trung Du có đàn heo lớn như Phú Thọ trong ngày hôm nay, đa phần các hộ chăn nuôi báo giá 65.000 đồng. Khu Thái Nguyên cũng ở mức giá 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai, Yên Bái, 64.000 đồng hay Bắc Giang 65.000 đồng trên 1 kg. Bán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong ngày hôm nay nhiều hộ chăn nuôi còn báo giá cao hơn con số này. Thị trường miền Trung không có sự thay đổi nhiều, một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ có mức giá cao hơn so với các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ, đặc biệt khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Mức giá bình quân là trên dưới 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg, trong khi đó Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế không có sự thay đổi về giá trong ngày hôm nay. Khu vực miền Nam Trung Bộ, mức giá 61 cho đến 63.000 đồng phổ biến, tuy nhiên còn phụ thuộc vào chất lượng của heo nữa. Như Quảng Nam, Quảng Ngãi trong ngày hôm nay, mức giá bình quân 62.000 đồng. Cục Phú Yên, Khánh Hòa 61.000 đồng trên 1 kg. hay khu vực Bình Thuận, nhộ chăn nuôi báo giá ở khu vực Đức Linh có mức giá bình quân 62.000 đồng trên 1 kg hầu như các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong những ngày qua vẫn có xu hướng đi ngang và ngang bằng so với các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ như khu vực Đắk Lắk 62.000 đồng, hay Gia Lai báo giá 60.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng phổ biến mức giá từ 61 cho đến 63.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, theo số liệu thống kê của Cục Chăn nuôi, đàn heo của Việt Nam trong thời gian qua có xu hướng tăng nhẹ trở lại do người chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang bán công nghiệp liên kết với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn. Bên cạnh đó, mối lo ngại từ dịch bệnh lây lan, sức ép đến từ nguồn thịt heo nhập khẩu cũng là khá lớn. Theo dự báo, nếu lượng thịt nhập khẩu tiếp tục gia tăng thì áp lực lên giá trong thời gian tới sẽ lớn hơn nhiều. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mức giá giao động từ 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang giao động trong khung giá như vậy, những đàn heo đẹp ở khu Xuân Lộc, địch quán của tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay vẫn báo giá 64 cho đến 65.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Hai khu vực Tây Ninh cũng ở mức giá 63 cho đến 64.000 đồng. Trong khi đó, các tỉnh ở khu miền Tây Nam Bộ như Sóc Trăng, Trà Vinh 63.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Cà Mau trong ngày hôm nay ở mức 62 cho đến 64.000 đồng. Bạc Liêu 63.000 đồng trên 1 kg thuộc Bến Tre cũng ở mức từ 61 cho đến 63.000 đồng. Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An hay thuộc Vĩnh Long trong ngày hôm nay không có sự thay đổi về giá. Với mức giá trên 60.000 đồng trên 1 kg như hiện nay thì người chăn nuôi vẫn đang thù lãi. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo trong ngày hôm nay ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá dao động từ 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá trong ngày hôm nay ở khu Ba Vì có mức giá 65.000 đồng, khu Hải Dương có mức giá 65.000 đồng trên 1 kg, Cầm Giang, Thanh Miện của Hải Dương đang dao động mức giá 65.000 đồng. Hải Phòng từ 64 cho đến 66.000 đồng, Hưng Yên trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 63 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg thường những đàn heo đẹp thì mức 65 cho đến 66.000 đồng trên bàn Hưng Yên, đặc biệt khu vực huyện Khoái Châu hay Tiên Lữ đang báo giá khung này. Vĩnh Phúc 64 cho đến 67.000 đồng. Hiện nay những địa phương nào ở thị trường miền Bắc mà có mức giá 66 cho đến 67.000 đồng được đánh giá là mức giá cao. Bắc Ninh trong ngày hôm nay có mức giá dao động 65.000 đồng trên 1 kg như khu Lương Tài hay khu vực huyện Yên Phong. Nam Định 64 cho đến 65.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay khu Kim Sơn báo giá 64.000 đồng trên 1 kg. Khu Yên Mô những đàn heo đẹp họ lại chọn thì có mức giá 65.000 đồng, không thì ở mức 63 cho đến 64.000 đồng. Thái Bình 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Khu Hưng Hà của Thái Bình trong ngày hôm nay báo giá bình quân 65 cho đến 66.000 đồng. Thái Thụy cũng ở mức 66.000 đồng và đây là những đàn heo đẹp. Trong khi đó Hà Nam có mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Một số địa phương ở khu vực Tây Bắc như Sơn La phổ biến mức giá 63 cho đến 64.000 đồng. Điện Biên và Lai Châu có mức giá nhỉnh hơn 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình giao động khung giá từ 62 cho đến 65.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương khác như Thái Nguyên 64 cho đến 65.000 đồng. Phú Thọ trong ngày hôm nay cũng báo giá 65.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai 64.000 đồng. Yên Bái trong ngày hôm nay cũng báo giá 64.000 đồng trên 1 kg, Lạng Sơn 63 cho đến 65.000 đồng. Khu Quảng Ninh có mức giá nhỉnh hơn khi nhiều nơi báo giá 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt khu vực Đông Triều đang trong khung giá này. Bắc Cạn 64.000 đồng, khu Tuyên Quang phối mức giá từ 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Hà Giang 64.000 đồng, một số hộ chăn nuôi báo giá khu vị xuyên và Quảng Bạ đang phổ biến khung giá này khu vực Cao Bằng cũng có mức giá từ 63 cho đến 65.000 đồng. Trong khi đó Bắc Giang 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung có mức giá thấp hơn so với thị trường miền Bắc. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là khu vực có mức giá nhìn hơn cả, phổ biến khung giá từ 62 cho đến 64.000 đồng như khu vực Vĩnh Lộc, Yên Định hay khu vực Thạch Thành của Thanh Hóa. Những đàn heo đẹp đang có mức giá 64.000 đồng trên 1 kg hay cuộc nghĩa đàn Tân Kỳ của Nghệ An. Quảng Bình có mức giá từ 61 cho đến 62.000 đồng. Khúc đồng hới của Quảng Bình đang phổ biến khung giá này. Quảng Trị 62.000 đồng trên 1 kg. Huế trong ngày hôm nay cũng ở mức bình quân 62.000 đồng. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực miền Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 61 cho đến 63.000 đồng. Bình Định ở khu Hoài Nhơn và Phổ Cát có mức giá 62.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên 61 cho đến 62.000 đồng. Khánh Hòa phổ biến cung giá 61.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Ninh Thuận, Bình Thuận 62.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên chỉ có Lâm Đồng là nhỉnh hơn. Trong khi đó, thì Gia Lai 60.000 đồng, Con Tum 61.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng từ 61 cho đến 64.000 đồng. Đắk Nông 62 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắc ở mức 62.000 đồng. Tuy nhiên những đàn heo xấu hơn ở vực Buôn Ma Thuật nhiều nơi chỉ báo giá 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. vực miền Đông Nam Bộ có Đồng Nai từ 63 cho đến 65.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh giao động mức giá 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước 63.000 đồng. Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá nhỉnh hơn khi địa phương này báo giá 64 cho đến 65.000 đồng. Bình Dương 64.000 đồng trên 1 kg và cục phú giáo của Bình Dương đang giao động khung giá này trên địa bàn tỉnh Thái Ninh trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 63 cho đến 64.000 đồng. Các tỉnh ở khu miền Tây Nam Bộ như Cần Thơ 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg, khu vực Bến Tre trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 61 cho đến 63.000 đồng. Hậu Giang 62.000 đồng trên 1 kg, Đồng Tháp có mức giá từ 62 cho đến 63.000 đồng. Vĩnh Long, nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Long Hồ có mức giá 62 cho đến 63.000 đồng. Long An nhìn hơn khi địa phương này báo giá từ 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Thuộc Bạc Liêu 63.000 đồng, An Giang cũng ở mức 63.000 đồng, đặc biệt là trên địa bàn huyện An Phú. Trên địa bàn cai lệ của tỉnh Tiền Giang trong ngày hôm nay cũng báo giá từ 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang ở khu Tân Hiệp có mức giá 63.000 đồng, khu Giang Thành có mức giá từ 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Sắp Trăng 63.000 đồng. Trà Vinh trong ngày hôm nay cũng ở mức 63.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với Cà Mau có mức giá giao động từ 62 cho đến 64.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.